À, xin chào mọi người ạ. À, hôm nay à, lần đầu tiên Sunny live stream à, cái bài bài học số 2 cái lesson Let's 2 á trong sách á thì um, Sunny đã làm video nhưng mà trong quá trình edit á tuần trước á thì nó bị sự cố. À vì cái phần cái dữ liệu trong cái bộ nhớ trong điện thoại của Sunny không đủ á cho nên là họ không cho À, nó không có xuất bản cái video được à, rồi xin bị học nói là phải xóa bớt dữ liệu trong điện thoại rồi xin đi quay ngược lại xin đi xóa vô tình xin đi lại xóa những cái video mà để xin đi edit thì à, trong cái phần mềm edit nó lại báo là bởi vì cái video gốc đã bị xóa rốt cuộc là nói chung là mất hết dữ liệu mà tuần vừa rồi thì xin đi không có đến văn phòng công ty của chồng cho nên không có máy vi tính để làm bài cho mọi người nhưng mà trong cái phần cái bài số 2 này á thì nó chủ yếu là nó có những cái phần ngữ pháp mà à, toàn bộ là cái phần ngữ pháp đó thì Sunny đã từng à, Sunny đã từng làm video hết rồi. Cho nên bây giờ Sunny sẽ livestream stream à, để chỉ cho mọi người là mọi người cần phải vô xem lại cái video nào để học thôi. Sunny sẽ không làm video Uh, Cindy sẽ làm video ở cái bài số 3 Bây giờ Cindy sẽ um, chia sẻ cho mọi người biết là trong cái phần cái bài số 2 này á Là chúng ta có những cái phần nào mà chúng ta cần phải học Nhưng trước tiên là mọi người ở trên cái kênh cùng Cindy học tiếng Slovakia này nè Đó có chỗ mọi người vào cái phần bình luận này đó Là có một bạn uh, đã giúp Cindy giúp mọi người chia sẻ um, cái, cái file tài liệu mà cái sách mà Cindy đang giúp cho một người học đó sao không vô được bình luận ta đây à, bạn rùa ngốc thỏ sinh này nè bạn rùa ngốc thỏ sinh này nè à, bạn có chia sẻ ở đây là cái file mà y cái sách mà Cindy đang học với một người nè sinh đang uh, hướng dẫn cho một người học đó thì ở đây mọi người vào đây nha mọi người vào đây để mọi người tải cái um, À, cái tài liệu cái cái đây này mọi người tải cái file này về cái file này đó cái file này là toàn bộ cái dữ liệu sách mà Sunny đang hướng dẫn cho mọi người học đó thì mọi người chỉ cần vào đây tải là mọi người có được toàn bộ cái cái sách mà Sunny đang hướng dẫn cho mọi người học thì hôm nay Sunny sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong cái phần cái bài số 2 đây Sunny sẽ quay cho mọi người xem Mọi người chịu khó xem cái livestream này, xin không làm lại bài của cái bài số 2 này. À, đây là toàn bộ cái phần à, phần sách tài liệu của cái bài số 2 chúng ta cần phải học. Thì nằm ở đây. À, trong cái phần này á thì chúng ta có bốn phần để học. Phần thứ nhất á, là cách hỏi kito tô có nghĩa là đây là ai. Phần thứ hai đó là tru yeto có nghĩa là đây là cái gì và phần thứ ba nó là học về hỏi ai đó là như thế nào hoặc cái gì đó là như thế nào là aki aka và ake và phần thứ tư đó là cách hỏi màu sắc của một cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là ake farabi ye toto hoặc à, cái gì cái danh từ phía sau đây thì trong cái phần mà hỏi kato ye to này á tức là hỏi à, ai đó là ai ví dụ như hỏi đó là ai vậy ông ông, ta, ông cái người đàn ông đó là ai vậy cái người phụ nữ đó là ai đã vậy thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc cơ tô dê à, ten cái người đàn ông này là ai thì để trả lời đó ví dụ như mình nói là à, cái người đàn ông đó đó ông ấy là giáo viên đó ten mus dê uchichel đó thì trong cái phần này thì nó sẽ dính líu đến cái phần chúng ta cần học đó là danh từ chỉ về nghề nghiệp Ví dụ chúng ta thấy ở đây chúng ta có từ student có nghĩa là sinh viên. ạ à. Cái từ student ca nó cũng là sinh viên. Nhưng mà cái từ student là chỉ sinh viên nam. Còn từ student ca là chỉ sinh viên nữ. À, tương tự chúng ta có từ doctor, doctor ca, voja, voyager ca. Thì để chuyển một cái danh từ à, chỉ nghề nghiệp mà từ giống đực sang giống cái á, thì một người phải chuyển như thế nào? Ví dụ danh từ này chúng ta thêm từ ca nè. Danh từ doctor chúng ta thêm từ ca. Còn cái danh từ vô giác thì chúng ta thêm chữ chờ ca Thì để à, biết cách diễn như thế này để Cái này như thế nào thì mọi người á Lên trên kênh của Youtube Mọi người cho xin đây xíu nha Đó rồi ta Kênh Youtube rồi, rồi. Đây mọi người lên cái kênh youtube á mọi người tìm cái video đây ở đây có cái video vlog 04 nè mọi người vào kênh youtube á mọi người kích vào cái video này mọi người kích vào video này thì trong cái video này là Sunny nhà giới thiệu cho một người một số nghề nghiệp này và trong này có cả luôn cách chia từ danh từ chỉ nghề nghiệp giống giống được sang danh từ chỉ nghề nghiệp giống cái luôn á mọi người đó thì mọi người vào cái video này để xem dùm Sunny nha. Sunny không làm lại thì nó 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 mất công thời gian ở trên này Sunny đã chia sẻ nè, cách hỏi ai là ai và cách nói nghề nghiệp nam và nữ đó thì mọi người vào phần đó xem. Ừ. À, phần thứ hai đó là hỏi trù dê tù, tức là hỏi cái này là cái gì thì à, phần này chúng ta sẽ dính líu tới cái phần là danh từ. Uh, danh từ thì nó ở rất là nhiều dạng, nhiều cách. Chúng ta có là nominative, accusative, local, uh, instrumental, dativ, genitiv đó. thì uh, cái phần này chúng ta chỉ học mới cái đến danh từ ở dạng nominative thôi. danh từ ở cái dạng Hello à, xin lỗi mọi người là đang like mà cái điện thoại mà phát wifi nó nó hết nên không máy được à, đây xin đi nói lại cái phần dê tù này á, thì chúng ta sẽ có học về danh từ à, mọi người phải phân biệt được là danh từ giống đực hay giống cái giống trung thì sau đó mọi người mới có thể là học đến cái phần aki aka ake được thì để học cái danh từ là giống đực giống cái giống trung á thì mọi người vào cái video à. đây ở trên kênh Sydney cũng đã từng có video nói về danh từ rồi để xin đi tìm lại nó nằm ở đâu đây cách phân biệt danh từ theo giống trong tiếng Slovakia đi ạ thì mọi người vào cái video này để mọi người học cách chia danh từ theo giống nha đó thì Sunny sẽ không không làm video lần nữa mọi người vào đây xem giúp Sunny uhm. tiếp tục ở đây có à, phần chúng ta cần học là aki aka ake thì trong cái phần aki aka ake này à, thì mọi người lại tiếp tục vào cái video về vlog đây ở đây chúng ta có video là vlog 04 cực nó no, không phải à sorry akia à, ừ, 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 ừ. nhớ xin đi làm rồi mà ta nó nằm đâu ta hình như chưa hả Ủa. đây là cách dùng ten tato và ten to tato toto mọi người vào xem hình như cứ aki aka ake à, xin đi chưa làm thì bây giờ xin đi sẽ nói cho mọi người phần aki aka ake này luôn aki aka ake tức là cái danh là một cái từ dùng để hỏi ví dụ như ai đó là như thế nào hoặc là cái gì đó là như thế nào à, ví dụ như ở đây nè trong sách này nó có luôn cho mọi người nè đây trong sách này nó có cho xin đi một xíu đây Trong cái phần tài liệu sách nó có luôn Ở đây là Aki, Aka, Ake Aki là mọi người thấy trong sách người ta ghi ở đây nè Dobrimush, Dobrajena, Dobrejecha nè Aki je mus Aka je tajena, Ake je ở đây là Tenmush là danh từ giống đực chỉ người thì chúng ta muốn hỏi cái người đàn ông này như thế nào thì chúng ta sẽ dùng cái từ để hỏi là dùng từ aki ạ à, đây là gì? danh từ chỉ vật này tenzushit là chỉ nguyễn vỡ thì chúng ta cũng dùng cái từ để hỏi là aki tức là khi cái danh từ mà mình muốn hỏi nó là giống đực chỉ người hoặc là giống đực chỉ vật á thì chúng ta dùng cái từ để hỏi là dùng từ aki nếu danh từ này là danh từ giống cái á, thì chúng ta sẽ dùng từ Aka và danh từ này là danh từ giống trung á, thì chúng ta sẽ dùng là từ ake thường để trả lời cho câu hỏi aki aka ake này á, thì chúng ta sẽ dùng cái tính từ á. thì tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ nè cho nên cái tính từ nó cũng sẽ chia theo danh từ nếu mà tính từ nó bổ nghĩa cho giống đực thì nó thường có đuôi là I như ta thấy đây là dobri mus dobrajena và dobrejica tức là mus người đàn ông tốt nè người phụ nữ tốt nè đứa trẻ tốt nè đứa trẻ là danh từ giống trung thì cái từ tính từ này là đốp re còn uh, jena là người phụ nữ là danh từ giống cái thì đây là đốp ra còn từ mush là danh từ giống giống đực thì nó là đốp đó thì đó là cách sử dụng aki aka và ake À, hỏi người đàn ông này như thế nào, cái quyển sách quyển vở này là như thế nào hoặc là người phụ nữ là như thế nào, cái quyển vở này là quyển sách này là như thế nào, à, đứa trẻ này là như thế nào hoặc cái bút là như thế nào, đó thì cái đây là cái cách một người dùng để hỏi cái gì đó là như thế nào hoặc là người nào đó là như thế nào. ở trong quyển sách này người ta cũng chia sẻ cho mọi người một số cái tính từ đó, một người nhìn vào hình ảnh thì một người hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của mấy cái tính từ này ở đây là người ta dùng cái hình này người đàn ông này là trẻ mà cái mặt trẻ đây mặt già thì cái từ mà la đi này có nghĩa là trẻ cái từ starry này có nghĩa là già ngoài ra cái từ starry này nó còn có nghĩa là cũ ví dụ một người dùng cái từ cái xe hơi mọi người sẽ nói starre auto tức là cái xe hơi cũ à, đây là gầy đây là mập đó À, đây là mới là cũ đó cái nhà nè từ starry cũng có nghĩa là cũ nè cái nhà cũ nè novi có nghĩa là mới ở đây mọi người thấy cái hình của bé này rất là vui vẻ không ạ từ thì, thì nó chúng ta sẽ dùng từ veseli ở đây là buồn bã thì chúng ta dùng từ smooth knee. ở đây là có thấp nè có cao nè là niski ở đây là visoki đó ở đây có hình ảnh thêm mọi người nhìn vào thì mọi người rất là dễ đoán nghĩa. Ở đây male có nghĩa là nhỏ, đây cái cửa sổ mà nó nhỏ nè. Đây cũng là cửa nè, cửa sổ nhưng mà nó lớn nè thì là male ve um. Ngồi ra trong sách thì người ta còn giới thiệu thêm một số cái tính từ khác nữa mà người ta để cho mình ở ba cái dạng luôn này giống đực giống cái giống trung. Ở đây người ta để là aki, aka, ake nè, dobri, dobra, dobre thì để chúng ta biết được dobri là dùng cho giống đực, dobra giống cái và dobre giống trung. Chúng ta có từ zeli có nghĩa là um, là tệ, bekni là tốt, skaredi là xấu, velki là lớn, mali là nhỏ. Novi là mới, chúng ta có stari là cũ hoặc là già, Shirley là ốm, um, Tuchni là mập, Vesli là vui vẻ, Smutni là bùng bã, Visuki là cao, còn Niski là thấp, Maladi là trẻ. Đó. À, ở trong cái cái phần tài liệu này thì có rất là nhiều phần bài tập thì mọi người có thể lên đó tự làm mọi người làm xong mọi người có thể chụp lại rồi gửi qua tin nhắn cho Sunny nếu mọi người muốn Sunny không biết là mọi người làm đúng hay sai mọi người muốn Sunny giúp thì mọi người có thể làm xong rồi chụp lại rồi gửi qua tin nhắn thì mình có thể giúp mọi người xem là mọi người làm có đúng hay không đó là tùy theo mọi người Mọi người nhớ lên à, tải cái phần tài liệu này về nha Ở trên kênh là bạn rùa à, ngốc thỏ sinh gì đó Bạn đã có chia sẻ rồi Mọi người có thể lên tải về à, Từ đó mọi người có thể theo dõi để học Đó ở đây toàn là phần tài liệu nè ngoài ra là sẽ có đây có một số màu sắc luôn à, trong quyển sách này là dễ này người ta có cái à, có cả màu sắc luôn một người mọi người nhìn vào thì mọi người có thể biết được um, nghĩa của nó luôn màu trắng nè màu vàng màu đỏ nè đó à, mọi người nhớ nè ví dụ như bia la này đu là a thì dùng cho danh từ giống cái nếu mọi người muốn nói cái gì màu trắng à, ví dụ như ngôi nhà màu trắng thì mọi người sẽ dùng là bia li dom à, con mèo màu trắng ví dụ như mọi người sử dụng bia la ví dụ như chiếc xe hơi màu màu trắng thì mọi người sẽ là bia auto đó thì nó mọi người dùng với cái gì thì mọi người chia cái tính từ theo theo cái như thế đó đây là một số cái màu sắc mọi người hoàn toàn có thể tự học rất là dễ người ta có màu sắc rồi um, à, đây là cách hỏi về màu sắc ví dụ như hỏi cái gì đó là màu như thế nào nè mọi người sẽ dùng cái cấu trúc là a -K -R -B à, rồi cái danh từ phía sau mọi người muốn hỏi chúng ta thấy ở đây có cái cây thì chúng ta hỏi ví dụ cái cây này là màu gì chúng ta sẽ nói là a cây farbye đó à, nếu muốn hỏi cái xe hơi này màu gì thì chúng ta sẽ dùng là gì a cây to auto đó còn màu như thế nào thì mọi người học thuộc màu sắc mọi người trả lời ở trong cái bài số 2 này có rất 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 là nhiều bài tập à, nó sẽ to, liên quan toàn những phần mọi người đã học rồi thì mọi người có thể à, làm bài tập mọi người hoàn toàn có thể tự làm nếu chỗ nào không biết à, thì mọi người có thể à, chụp lại và gửi tin nhắn cho mình thì mình sẽ giúp mọi người đó mình muốn chia sẻ lại là trên kênh á À, thì bạn à, bạn rùa ngốc thỏ Sinh nè à, đã chia sẻ cái like cái like mà để tải cái bài này, cái cái toàn bộ cái à, cái phần tài liệu của cái cái, cái 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 sách mà Sunny đang hướng dẫn mọi người học mọi người lên đây nha mọi người lên đây tự tải về à, như vậy là cái phần cái bài số 2 là Sunny sẽ không làm video nữa mọi người tự lên trên đây vô cái phần kênh cùng Sunny học tiếng Slovakia đó mọi người à, tải cái cái phần này về đó yes. phần phần sách về rồi mọi người xem chỗ nào không hiểu thì mọi người chụp lại mọi người à, nhắn tin cho mình mình sẽ giải thích đó còn à, video thì mọi người xem lại những video cũ như Koto tô à, danh, danh từ cách chia danh từ cách thổi màu sắc akia ke cái phần này thì thì đơn giản rồi À, đó, ai có à, gì không hiểu thì có thể nhắn tin à, Vậy là xong cái phần à, à, bài số 2 Thì à, trong tuần này Cindy cố gắng thể sắp xếp um, lên công ty à, Để à, làm cái video về bài số 3 cho mọi người Những bài sau thì chia về cách ghi danh từ ở dạng accusative thì nó 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 nặng ở phần đó thì xin đây sẽ dành thời gian giới thiệu rõ hơn về phần đó cho mọi người. Cái phần bài số 2 này xin đây thấy đơn giản thì mọi người có thể tự học và xem lại những cái video cũ. À, xin chào bạn. Hồi nãy giờ Leo nhìn máy vi tính á cho nên không có đọc được comment của mọi người. À, chào bạn Phạm Đăng Mạnh, bạn Nguyễn Nam, chào bạn Trần Minh Linh, chào bạn Thủy Minh, ồ Thủy Minh phân cứng luôn. Uhm đó mình chỉ chia sẻ như vậy cho mọi người thôi mấy bữa nay là mình bận bán một số hàng về việt nam rồi cũng không có thời gian đến văn phòng công ty nên không thể làm video cho mọi người được nên mọi người thông cảm hẹn mọi người trong tuần này sẽ cố gắng ra video về bài số 3 và cũng như sẽ cố gắng cho mọi người ra video thường xuyên hơn À, trong cái bài 1, bài 2 này thì nó cũng không có gì khó hết Mọi người chủ yếu là giúp Sunny học à, kỹ cái phần cách chia danh từ giống đực, giống cái, giống chung nha Phần đó là cực kỳ quan trọng Mọi người phải học sao mà mọi người nhắm mắt lại Mọi người phải nói đúng Đương nhiên mọi người sẽ không không nói đúng hết được 100% như cả Sunny bây giờ cũng vậy Bởi vì có một số cái danh từ nó thuộc dạng là bắt quy tắc Chắc là nó không có tuân theo quy tắc người ta đã đưa ra ví dụ như chúng ta thấy cái từ Dìa cha thì nó tận cùng bằng a nhưng nó vẫn nằm trong cái danh từ giống uh, giống trung hoặc là cái từ uh, cái từ gì nữa ta nó cũng tận cùng bằng a có một số từ như vậy thì nó vẫn nằm trong giống trung chứ không phải giống đực thì những cái từ như thế thì khi chúng ta tiếp xúc uh, thì chúng ta học thuộc và nhớ thôi uh, còn lại những cái gì mà nằm trong quy tắc á, thì mọi người bắt buộc phải nhớ học thuộc Uh, cái phần đó để sau này nếu như một người muốn chia danh từ uh, ở dạng uh, nomina dạng accusative loco hoặc là uh, instrumenta hoặc là genitive tất cả những danh từ sau này mọi người muốn chia được thì bắt buộc một người phải biết cái giống nó là gì thì sau đó mới chia được cho nên xin nên nói là phần đó là phần cực kỳ quan trọng uh, mọi người vui lòng học thuộc dùm sau này những cái phần liên quan xin đi sẽ không có có nhắc lại cái cách chia nữa xin đi chỉ nói là à danh từ này giống đực thì chúng ta phải chia ở dạng accusative như thế nào giống cái như thế nào thế thôi xin đi không lặp lại lần nữa là nó giống đực là như thế nào đó à đi nói hơi dài dòng lũng cũng bởi vì mình không phải là giáo viên mình không biết cái cách mà để nói À, ngắn gọn cho mọi người chỉ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi à, bây giờ chào mọi người à, rất mong là mọi người vào đây nha cảm ơn bạn rùa ngốc thỏ sinh rất là nhiều à, vì Sunny không biết cách để chia sẻ cái file này lên trên trên này cho mọi người Sunny rất là ngại mà à, gửi qua email vì cứ hết người này người kia nhắn tin rồi rồi gửi Sunny rất là à, mệt cái phần này cho nên rất cảm ơn bạn rùa ngốc thỏ sinh đã tải lên trên đây thì mọi người hoàn toàn có thể vào và đao về điện thoại của mình rồi có thể tự in ra để học uhm, xin chào mọi người